Thưa quý vị, vừa qua thì tôi có kể cho quý vị nghe cái mẫu chuyện của Đức Tử Đa. Đức Tử Đa là quê ở miền Trung, học đậu quả cử nhân văn võ song toàn đó. Thì tất nhiên là tranh đấu cho đất nước không được, là tu ở tại nước Việt Nam mình là núi Két. Khi mà ngài tu cái nơi cái động hiện bây giờ đó, quý vị mình biết đó là tới đó là thuần phục được cái con bạch hổ và cặp rắn mãng xà. Xong rồi người Pháp mới pháo ghép nơi đó rất là nhiều. Vì thế cho nên đó là lúc này ông thấy là nơi đây không có an toàn. Vì thế cho nên đó là ông cũng ở trên núi Két mà đi giờ về cái nơi là thuộc về cái chùa Bạch Văn, quý vị ạ. Hôm qua tôi có hỏi quý vị có biết cái chùa Bạch Văn ở núi Két không? Mà đa phần là cái người tin đồ Phật giáo Hòa Hảo ít có nói biết cái chùa Bạch Văn ở núi Két. Thì ngày qua cái động đó đó là ngày tu. Qua cái động đó ngày tu đó mà ngày khai ngộ trí tuệ, tức là mở cái quyền thiếu ở trên đỉnh đầu không được quý vị. À, trong cái thiếu thứ 9 là mở quan không được. Thì thế cho nên đó là khi mà ngày mở không được đó, thì quý vị mình biết đó là ngày lúc này ngày hết sức là trong lòng không được thảnh thơi. Cho nên đó là ngày bơ phờ trong ngày đó, thì Đức Phật Đầy An mới nói với ông Đạo Lập á, là ông ở dưới này quán xuyến giúp tôi cái công việc, tôi lên núi Két chút xíu. Thì Đức Phật Đầy An nói chút xíu chứ sáng này đi lên rồi. Cho nên là lúc này đã là quý vị biết đó là được Đức Phật Thầy Tăng khai thị. Ngài mới nó nhắc là đi ngày xưa cũng như ai vào cát ra đài tục bực vào sang, nghĩ si danh lợi chẳng màng bèn lên hẳn dẫn lâm sang tu trì nhờ thờ may mắn một khi. Mới thẳng thơ gặp lại gặp Đức Thầy ngồi trên đành nỗi liên đài tu hành tầm đa một mai cứu đời lang thiên một tí cõi xa chơi non ca rằng thượng thánh thơi vô cùng yêu gió thổi lành lùng phất phơ liễu yếu lạnh lùng tòng mai. Mùa xuân ấm cánh lâu đài lúc còn sắc thật tí tài hùng anh tư chi mây phủ nhiều đơn cùng lại một cõi hữu danh trừ đề. Thưa quý vị, thì bây giờ bắt đầu đoàn tiếp tục đi trong mưa nha quý vị. Đi mới biết cái sự cực khổ của đi đuối nha quý vị, khi mưa khi nắng. Đây là hết còn đẹp đơn phương. Nhắc này lo đi không à, lo lội không à. Hết lo đẹp rồi. Hết lo đẹp rồi.
À, thấy cái đó là cái thông đó không? Cái thông. Đẹp không? Anh ơi, à. Có tiền rồi em ơi. Đó đây, mấy cái thông đẹp lắm. Đây cái thông. Ô đòn của chúng tôi đó nhìn mới biết ai là cực khổ là ai nha quý vị. Đây cô ba vẫn còn. Sao mà thấy cái dạ. Lan này đã đưa lên mạng rồi cho ta. Cái lan hả? Cái kiểu này nè. Dạ đây quý vị ơi. U 75 dẫn lội núi rất là khỏe quý vị. Tuyệt vời. Đúng là chuyện cái này giỏi. Cái này đẹp tuyệt vời không? Nên hai, khăn tay anh hai. Cái này bự cho nó dễ ấy. Thôi đưa nè. Nè, anh cầm bên đây. Cầm dù sang dù, chia sẻ dù. Rồi. Cây này là bá thông. Cái cây nó đẹp không? Bá thông là Bá thông. Bá thông. Rồi đường cống đi nhanh đi. Ông hai ông đi kìa. Ông đi bye bye rồi thấy chưa? Thấy ông hai ông đi bye bye chưa kìa. Nói nghe nè, quý vị thấy da cái dáng của anh hai đi đẹp không? Cái bông lắp nước, cái bông nào đậy mới uống được. Hello. Quá vui cảm ơn ơi. Quá vui. Đây là tới cảnh Lăng Phiên rồi quý vị, từ xa xa đó nghe quý vị.
tới đỉnh Lăng Thiên đó, mọi người đang leo lên đỉnh Lăng Thiên. Đây là gọi là đỉnh Lăng Thiên lớn. Nguyên khởi đoàn mấy chục người đây. Đi rất là cực khổ nha quý vị. Nhưng mình cũng phải đi để cho biết. Ngày xưa Ngài Cử Đa tu hành đắc đạo ở Lăng Thiên này. Và hôm nay cũng đồng đạo anh em tu sĩ cũng rất mọi người trở về đây để đi kính viếng cho biết. Mình suy nghĩ cái quyền gì mà mình tư tưởng ha. Cái đó thấy ngộ ngộ. Cái đầu. Cho em trái nữa. Nè, em cứ ăn đi em. Em ăn lại hết bệnh đi. Cũng nhức đầu. Em về trong bé bảy không ăn cho biết. Bởi vậy. A chư huynh đệ tôi là hái để về trong bé bảy ăn rồi. Nè. Thôi rồi. Trên tiên. Cái giò kia không bước, bước cái giò này. Không thắng từ từ. Đây con chào mấy má. Con đây nè. Con đây nè, con qua nè. Qua này tôi đi ông lắm rồi nha. Nghe gì đó ông đâu mình. Có cái đại này khen đại này đi dẫn. Đây. Phái đoàn của tôi mỗi một người một vẻ, một nét đẹp kiêu sa. Ở giữa giữa chốn rừng núi Quang Sơn giá lạnh, bảy sắc cầu. Bảy sắc cầu vồng. Đủ màu, đủ cỡ, đủ kiểu nữa. Đừng có che. Dạ không sao anh. Em có bằng thắng. Còn lái hả? Dạ có bằng lái. Có ai mà sang đem được cái dép lên nè. Đừng có đem dép lên. Trơn nó hậu đi xích vô trong em. Em tới ngoài cầm dù nè. Rồi anh trai này ngồi xếp xuống. Xếp cái dù đi. Lên, lát nữa nó chạy xuống. Rồi bây giờ đây chúng ta ngồi ổn định niệm Phật ít phút quý vị. Để gieo duyên với đảnh Lăng Thiên. Thưa quý vị, vừa qua thì tôi có kể cho quý vị nghe cái mẫu chuyện của Đức Cử Đa. Đức Cử Đa là quê ở miền Trung, học đậu
quả cử nhân văn võ song toàn đó, thì tất nhiên tranh đấu cho đất nước không được, là tu ở tại nước Việt Nam mình là núi Két. Khi mà ngài tu cái nơi cái động hiện bây giờ đó, quý vị mình biết đó là tới đó là thuần phục được cái con bạch hổ và cặp gián mãng xà, xong rồi người Pháp cái pháo kép nơi đó rất là nhiều. Vì thế cho nên đó là lúc này ông thấy là nơi đây không có an toàn, vì thế cho nên đó là ông cũng ở trên núi Két mà đi giờ về cái nơi là thuộc về cái chùa Bạch Văn, quý vị ạ. Hôm qua tôi có hỏi quý vị có biết cái chùa Bạch Văn ở núi Két không, mà đa phần là cái người tin đồ Phật giáo Hòa Hảo ít có nói biết cái chùa Bạch Văn ở núi Két. Thì ngày qua cái động đó đó là ngày tu, qua cái động đó ngày tu đó mà ngày khai ngộ trí tuệ, tức là mở cái quyền thiếu ở trên đỉnh đầu không được quý vị. À, trong cái thiếu thứ 9 là mở quan không được. Thì thế cho nên đó là khi mà ngày mở không được đó, thì quý vị mình biết đó là ngày lúc này ngày hết sức là trong lòng không được thảnh thơi. Cho nên đó là ngày bơ phờ trong ngày đó, thì Đức Phật Đại An mới nói với ông Đạo Lộc á, là ông ở dưới này quán xíu giúp tôi cái công việc, tôi lên núi Két chút xíu. Thì Đức Phật Đại An nói chút xíu chứ sáng này đi lên rồi. À, cho nên là lúc này đã là quý vị biết đó là được Đức Phật Thầy Tăng khai thị. Ngài mới nó nhắc là đi ngày xưa cũng như ai vào các ra đài tục bực giàu sang, nghĩ si danh lợi chẳng màng, bèn lên hẳn dẫn lâm sang tu trì nhờ thờ may mắn một khi, mới thẳng thơ gặp lại gặp Đức Thầy Vũ Sơn. Lúc đó là cúi đầu điên tỏ nguồn cơn động lòng bác ái, thể ơn giải truyền thấy điên tâm tánh quá thiền, nội trong sáu khắc chắc mà biết liền thiên cơ, đêm năm canh ngày ngày sáu khắc, nói một ngày chứ nó có vài tiếng đồng hồ thì ngài biết rõ thiên cơ trời đất. Xong thì ở nơi đó cũng không có được bình an, cho nên đó là ông được Đức Phật Thầy Tây An hướng dẫn đi qua cái núi Thà Lơn này. Đức Phật Thầy Tây An không phải là hướng dẫn để dắt ngài đi, nhưng mà Đức Phật Thầy Tây An chỉ điểm ông đi về cái hướng đó. À, thì đầu tiên đó là ngài tìm được một cái chiếc thuyền ngài chèo lần ra tới cửa khẩu Giang Thành. Thì ngày qua bên cái đường đó, là đầu tiên đó là ngày lên đó là giếng cái điểm trung tòa mà ngày mai mình đi giếng khu vực đó rồi giếng cái dắt luôn đó. Thì quý vị mình biết đó là nơi đó là dắt khủng khiếp. Thì nói chung là cái chiến mà mở cửa đại dịch lợi đó, thì vì cái khoảng thời gian mà tôi ngưng đi đó là khoảng chừng 2 năm khi mở cửa là rồi đó, là cái đoàn khi đi đầu tiên cái ngày trước đó là về báo cáo là toàn không dám đi luôn, không có người nào dám đi luôn. Không biết quý vị mình sao chứ là cái đoàn kia không có người nào dám đi luôn. Biết sao không? Mỗi một người đi đó, đi có mười mấy người mà mỗi một người bị hai mấy ba chục con, là coi như là mặc cái áo trắng là thành cái áo bông đỏ luôn. Thì khi mà người nam á bắt đầu đi trước, người nữ đứng lại rồi mạnh hai nấy là gỡ với nhau, gỡ nhau nói chung cùng mình ở trên vậy đó, là nó gỡ với nhau. Cho nên đó là đoàn tôi là đi đâu 7-8 tiếng rồi đó, là bắt đầu mới dám vô trong tòa. Bởi vì lúc nào mà hạn hán, không có mưa nhiễu đó, thì không có con dắt. Mà trong cái con dắt nó đeo có lợi và có hại nha. Có hại là mình sợ nó, nhưng mà có lợi đó là có thể nó hút cái máu độc quý vị mình ra. Đó quý vị mình hết rồi. Dắt mỏi đó, dắt quần lên cho nó đeo máu ra. Nói vậy cái mấy chị mừng rồi. Thứ nhất là chị nào mà hồi qua giờ than nhất rồi đó. Dạ. Dán quần lên cho nó đeo. Dạ, dán quần lên cho nó đeo. Thế đó là để gian mà nó chỉ có một con thôi, hồi máu cường. Tôi là cái người đi chuyên nghiệp là đi quanh năm ở trên vùng này nè. Nhưng mà nói tới trung tòa là trung án bị là nơi đó là nơi khổ hạnh hành đạo. Nơi đây là cái nơi chứng đạo, cho nên nó là quý vị mình đi thấy nó thoải mái, nó sảng khoái và đi nó thảnh thơi. Còn đi quên đó là quý vị mình đi ột dây xuống vậy nè, mà đu dây nha, mà học cái đường không có đi dễ, đu xuống vậy nè. Không hay ơi, ở đây là khách sạn. Dạ.
Cho nên là đi cái đường đó nếu mà nhiễu mưa là quý vị mình đi thua. Có nghĩa là lúc mà đi vô trọng giếng rồi đó, rồi đi vòng ra. Khi mà đi vòng ra được mình đừng nghĩ mấy dắt nữa mà đi vòng ra thôi. Thì bắt đầu lá cây đó nó trượt trên cát đó, nó nhầy 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 nhầy. Nó cũng vui lắm. Đi trọng ra bây giờ quý vị mình về phải không? Đi trọng ra giống như con chuột mà nó bị lộn vậy. Anh hai nói gì, ai dám đi anh hai không? Tại vì mình nói trước là khi người nào chấp nhận đi là tôi có thể rồi, bà con mình đi là quý vị mình là chịu tự nguyện, tự nguyện. Tại sao mấy không nói trước? Mấy ông dắt còn đi, mấy ông không thông báo trước còn làm sao tao biết? Không được, không sao, không sao. Chị thấy Giang không? Đeo mới có một con một mà môi mỏ xanh giỡn trơn đó. Ông đạo dưỡng kìa. Ông đạo dưỡng lúc đó ông hạnh phúc vô cùng. Ông mặc cái áo quần của ông túm ngang ống rồi ông túm ngang đây nè. Túm ngang đây bắt đầu ông mặc cái áo khoác cái mưa chùm lên. Ông nói là ai đi bị đeo chứ tôi không bao giờ có bị đeo, bị chùm cái bít tới chừng ga cái đường chân sống này nó nằm 4-5 con nó đeo tụi. Như nó đeo hai bên hai cái bánh bò. hai cái bánh bò là hai cái con bự nhất. Vậy đó lúc đó ảnh hết nổ. Ảnh nổ anh nói tôi kính mít rồi. Cái đường đó là nước hay gì mà nó có không. Mưa nó lên. Yêu cầu có mưa là cái vùng đó là vùng sâu. Yêu cầu có mưa là nó không phải bay đâu. Nó đeo ở trên đọt cây đọt cỏ, đọt cây đọt cỏ gì đó. Nó bóng cây đọt cỏ không à? Nhưng mà nó gắn mình cũng như đĩa thôi chứ không có gì trơn á. Đâu mất miếng thịt nào đâu, có hai máu thôi mà. Thì thôi bây giờ là đi đến đây. Thôi tại vì em có đem chai xịt xả theo, mai chị mấy chị nào đi em xịt cho không sao. Ngày đi qua xịt qua trước rồi sao? Tại bà hổm đi lo xịt trước không xịt sao thành nó bu ngoài sao. Tưởng ra ngày đó là ghé trung tòa trước. Khi mà ghé trung tòa trước đó là cái nơi được tu tập Nam Mô A Di Đà Phật. Ông gãi gãi hoài kìa. Ông cầm móc hoài vậy đó. Là có khi nghi ngờ. Thật sự ra tôi nói cái vùng này là không phải. Cái vùng này là các vị tiên tu chứng đạo, các vị tu chứng đạo. Cái vùng này không phải là vùng trượt. Hồi nãy ông đạo Giang á, cái tâm ổng lúc đó là nó bị cái gì đó, nó bị vọng tâm sao đó. Lúc đó trong rừng đó mới đại Giang đi ngang để ta Giang mới bị đó. Vậy là ông đạo Giang nhớ cái chuyện Trần Giang. Cho nên ông bị cái gì đó chứ không phải là đương thân đâu. Cho nên lúc này đó là ông đạo Giang đi nhất. Đâu có, tại lúc mới bậy cũng 500 ngàn để đó, không ai dòm cho mình đạo Giang dòm à. Có đâu. Vậy là quý vị nói anh hai nói về. Rồi bắt đầu nói tới tiếp tới ông Cử Đa. Thì quý vị biết là khi mà ông Cử Đa qua đây đó, được bà Dương Nữ. Bà Dương Nữ mới có một cái thông điệp là nội trong vòng 3 năm các vị tiên trưởng tu luyện pháp thực giỏi cách sao, luyện pháp thực như thế nào mà trong vòng 3 năm phải nhổ cái hàng kiếm nó lên. Mà từ là người đó là được mệnh danh là tiên trưởng. À được phong cái chức tiên trưởng đó. À cho nên cái máy lúc này là nó hết pin. Cái này nó hết pin chứ không phải cái đó. Hết pin micro hả? Đâu người ta hết pin. Nhìn anh hai kìa, pin đầy đủ. Ở đây nói chuyện này đi nói chuyện mà có thằng Dưỡng Dũng nó chọt hoài. Tới chưa mà chạy còn từ sáng đêm. Nửa đi, bà ngủ, bà còn chơi với, bà mới. Ủa mày cũng bảo yên nè. Hôm nay giờ còn nữa. Ai làm bệnh làm chứ, đừng cho ông Dũng làm bệnh. Anh Dũng, hôm nay mình hứa hẹn nè. Khỏe cổ văn hồng.
dân gian là đừng làm nữa thôi, đừng cho ông Dũng. Mượn thầy bà người ta làm bệnh, người ta làm sao ta làm chứ. Hết bệnh được rồi. Mục đích mấy bà đi làm bệnh nên là hết bệnh hay là mấy bà muốn gì? Mấy bà muốn cười cũng hết bệnh hay gì? Tiếng cười bằng người thân thuốc bổ. Ừ. Ai gọi mấy chở lại dụng tuổi ra không chạy đâu mất tiêu rồi nè. Rồi bắt đầu đúng cái đắp bắt lại nhịp cầu để cho đại chúng nói lại nhịp cầu dễ dàng. Thì lúc này đó là ông Cử Đa đó là ổng nghe cái tin này. Thì lúc này đó là ổng đi nội trong vòng kiểm tra khu vực này 6 tháng rồi. Trong khu vực này là ông đi 6 tháng, những cái điểm nào mà nó quyền bí là ông đi tới. Ông đi tới 6 tháng rồi, nghe được cái tin này rồi đó là tới cái ngày thi là trong vòng ông đi 6 tháng rồi tới cái ngày thi. Nói cho mau đó là về tới mà cổng trời đó, thì lúc đó là ở bên trong đó có một cái cuộc thi. Thì khi mà cái cuộc thi đó, đó ai mà nhổ được cái thanh gươm này, là một hàng gươm này đó, là được mệnh danh đó là 12 cái gươm này nhổ lên được là chứng quả tiên trưởng. Mà tất cả quỷ tiên từ xưa tới giờ là không có quỷ nào nhổ được cái hàng thanh gươm này. Nhưng mà quý vị biết là cái đặc biệt của ông Cử đó, ông nhờ cái pháp bảo của Đức Phật Thầy Tây An, quý vị nhờ pháp bảo của Đức Phật Thầy Tây An có cho là một cái câu chú chín chữ. À, cái câu thần chú chín chữ và cái ngũ linh đó, quý vị, cái cây ngũ linh là ổng để trong mình ổng bắt đầu ổng móc cái cây ngũ linh ra đó là tất cả vị tiên là thi trước hết, là không có người nào đậu hết, nhổ lên được. Thì cái phép của bà Dương Nữ đó là cái phép lớn hơn các vị là thiên thần, cho nên các vị tiên đó là nhổ không được. Cho nên Đức Cử Đa nhờ cái là pháp bảo của Đức Phật Thầy Tây An đó, là cái pháp bảo này là chính chữ, à, và móc cái cây ngũ linh ra, ngài đưa lên rồi niệm thằng chú là chính chữ này đó quý vị. Chính chữ này niệm thằng chú xong rồi đó thì ngài là nhổ hết trơn cái hàng thanh gươm lên, cho nên nó là nguyên cái vàng tiên đó là tán thán vô cùng. Cho nên nó là bà Dương Nữ đó, bà cho biết đó là ở nơi đây là thông bố là ngày Cử Đa chứng cái quả là Ngọc Thâm Tiên Trưởng Cử Đa, à, cho nên nó là ngày đi vô đây ngày diễn bích quý vị, à, khi mà chứng quả rồi ngày vô đây ngày diễn bích tới thật sự chứng quả đó là tới cuối cùng đó là 16 năm đi về Đông Hải, là Đức Phật Bà đó là cho ngài biết đó ngài về Đông Hải. À, thì về Đông Hải là lúc này đó là đi theo Đức Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Âm Nam Hải, nào Nam Hải Phổ Đà chứ, là Phổ Đà Sơn, về cái núi Phổ Đà Sơn ở Nam Hải Phổ Đà Sơn. Thì về Nam Hải Phổ Đà Sơn đó là tu 16 năm sau. 16 năm qua sau ngày chứng cái quả là về cái quả liệt về quả Phật đó, A La Hán Phật. Cho nên nhờ cái bủ linh đó mà chứng quả rất là cao, nhờ cái chính cái câu chú nguyện ấy đó, là pháp bảo ấy đó, là thằng chú khi mà ngài đọc rồi ngài chứng quả. Hôm nay chúng ta đến đây là chúng ta hưởng được cái linh khí của trời đất. Là giờ đây xin trân trọng kính mời đồng đạo Dưỡng sẽ đến đây diễn ngâm qua những lời trong ngọc của tổ thầy, một đoạn trong giảng. Đức Thầy là cái quyển ba. Mời quý vị nếu mà thích nghe đồng đạo Dưỡng đọc giảng thì quý vị mình ủng hộ cho đồng đạo Dưỡng một tràng pháo tay. Đồng nghiệm kỹ chưa? Có nhiều voi á. Thấy nhiều người. Đấy, gian gì là quay mà sao? Dạ. Kính thưa cô chú cùng anh chị em, Vũ Linh thì đi hát kiếm tiền, đồng đạo Út Dưỡng đọc giảng thì làm phiền quý vị ủng hộ cho tràng pháp tay kính lời chân thành. Vâng. Ống thuộc sao cầm máy vậy? Vâng, lại đó đầu bé Dưỡng xin chào đón toàn thể quý vị quan khách. Thầy kính thưa quý vị, giờ đây việc đời xin gác lại, ngoài tay giao gửi vợ con, việc đúng sai xin được miễn bàn nơi cõi Phật, để lòng thanh tịnh bái Như Lai cho Út Dưỡng thêm tràng pháo tay.
À, tại thấy trời cũng chuyển quá thành ra sợ mưa hả quý vị? Hồi nãy tôi gửi ai một chai nước ta? Ra đây. Trời. Thì thôi để liên tục chương trình thì đạo trưởng cũng xin đọc lại một đoạn thánh thư của Đức Thầy. Mà quý vị mình ngồi dẫn niệm Phật nghe quý vị. Nam Mô Di Đà Phật. Ngồi trên đảnh nỗi liên đài tu hành tầm đạo một mai cứu đời lang thiên một cõi xa chơi non cao đành thượng thánh thơi vô cùng yêu yêu giống thôi lành lùng Phật qua liễu yêu lạnh lùng tòng mai. À đại gia ơi em mùa xuân ấm cánh lâu đài lúc còn sắc thật tí tài hùng anh tư duy mây phủ nhiều đơn còn lại một cõi hữu danh trừ đề kể từ tiên cảnh ta về non bồng ta ở giữa kề mấy năm dạo chơi tầm bậc tri âm nay vì thương chúng trần gian phàn hồi nghĩ mình trong sạch đã rồi chào tiếng tâm thật về ngồi cõi xa phong trần tâm đã rời ra ngọc thanh là hiểu ai mà ngày ra chơi chốn rừng xanh tối về kính kề cưỡi cánh mặt người xuống trần là khóc lỡ cười an vui đào mầm vuông tròn chẳng sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn thần đạo. Thật là cái lúc này thì hiu hiu gió thổi lạnh lùng, nó nghe lạnh mà đọc giảng là cắt cái giọng đọc của đồng đạo Dưỡng lên nghe nó ấm áp tình người quý vị ạ. Nhưng mà đồng đạo già Dưỡng là Dưỡng cái hơi thử ra không có đọc hết mình, lẽ ra đọc thêm khoảng chừng 15-20 câu nữa nghe nó hay lắm. Vậy hả? Ờ. Gì đọc nữa đâu không sao nọ quá lâu mà thằng Giang mới rõ tấm lòng thằng tiên rồi thì xấu nọ là có gì quý vị nhớ không? Cái xấu năm chèo đó. Ở đây ai cũng dành hết trơn nha. Rồi giờ đây thì xin hỏi quý vị mấy giờ rồi? Đúng đây 12 giờ. Mấy giờ mấy giờ? 5 phút nữa. Một giờ đó cúng đi. Rồi ban đầu mời đồng đạo Dũng đứng tới cúng. Cúng mấy chị hả? Để lăn cái chiếc phụ lô lại đây cúng cái gì anh? Hết thào không? Trời mời mấy thím đứng lên cúng. Khi chúng ta chắp tay thì lúc nào luôn luôn chúng ta cũng chắp tay vào ngực. Dạ, chắp tay vào ngực. Rồi mình phân nhang ra quý vị. Cùng nhau niệm Phật. Đây. Mỗi một hành giả thỉnh được một cây hương chắp tay vào để niệm Phật.
luôn luôn giữ tâm thanh tịnh. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3, đoàn đến núi Tà Lơn. Và hôm nay đây là đến đỉnh Lăng Thiên quý vị, đang cúng ở trên đỉnh Lăng Thiên. Đây đoàn đi được là 40 người nha quý vị, 44 người. Còn cả tài xế luôn là 46 người. Lúc này thì người ta cũng đang đồn dịch, nhưng mà thật sự ra đi bên đây cũng rất là bình yên như Việt Nam mình, không có gì hết. Đi không có gì hết trơn quý vị, đi Tà Lơn bình thường, không có gì. Là quyết định chuyến này phải đi, đã mình đã nguyện gái mình đi rồi, rồi đến khi mình đi đến đâu thì mình cúng, mình niệm Phật, mình cầu nguyện. Đây là đỉnh Lăng Thiên, người ta là bà con chuẩn bị đốt nhang để cúng rồi vậy. Này về rồi, biết có đi được hay không? Vì mùa dịch nó nổi lên quá nhiều, nhà nước cũng không cho mình đi qua ra khỏi đất nước nữa đâu. Cho nên chuyến đi này là thấy cũng thành công mỹ mãn rồi đó. Lúc này thà đang thành tâm đâu quý vị. Mình đi vậy là cũng có phước báo nhiều lắm. Rồi xong. Nhất là có đây là chị Tư Tỏi. Đây có cô Ba. Đó không phải dễ những người lớn tuổi mà dễ đi được đâu. Cách đây cũng khá lâu rồi, 7-8-9 năm gì đó. Nhớ không lầm 8-9 năm cũng dẫn cô Ba đi một lần cái thời đi bộ. Cô Ba cũng cháu Dũng ơi, giá nào cũng dẫn cô đi các điểm để cho cô cúng. Đời người không biết đi được bao lâu, trải qua 7-8 năm sau mới dẫn được cô Ba đi một lần. Không biết về sau này còn mấy năm nữa dẫn cô Ba đi nữa. Cho nên không, ba cô biết cô Ba có chịu đi hay không? Cô biết nó đã trở về rồi, mình đi được như vậy gặp phước báo mình có rồi. Thì cháu Dũng chúc phúc cho các chư vị cũng như là các thánh thiêng liêng hộ trì cho đoàn chúng con trong lời nguyện giái này cho được thành công và mỹ mãn. Mời anh hai thượng hương lên dùm một hoặc ba cây ở trên ngôi thờ trước đi. Rồi, nãy giờ chưa gắm. Dạ. Thấy đoàn vậy đâu mà nhìn đủ màu hết trơn trời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nay phải đoàn. Đoàn bắt đầu đi xuống. Cái máy xuống từ từ. Hậu ơi, chụp cái máy xuống dưới là học. Quên quên ta chụp nhớ thân. Đấy chỗ bụi cỏ trước đi, lỡ cái gót gót cây bụi cỏ. Đây nè, mấy bà phụ nữ ngồi xuống đó, không có chụp. Ai đi trước, ai đi trước à? Giang. Vậy hả? Ủa. Sao kêu mấy người kia đi lại từ từ hả đi? Mấy người đặng kêu lại coi. Trở lại mấy con mấy chú ơi, từ từ đi xíu nữa. Đứng ở đó đi, đừng có trở lại, đứng ở đó đi. Đứng ở đó đi, cho người dắt đi, đừng ở đi. Chắc thêm đá, thêm này ha. Nó là thuộc về cái con lạc đà đi đi xe mạc á. Không phải là quan tâm ha. Vì gì? Là nó mỏ giờ thấy giống ha. Người ta chắc thêm cái mỏ như thời đó là đúng là đang trở lại đi, mấy ông cụ nói là con lạc đà chắc thêm mấy cục chính giữa nữa đó. Nếu mà không có chắc cái cắt trên á. Gì? Thịnh đi tới thì cho mà muốn nước trà để bỏ đây là hư là bỏ luôn đó. Lâu lâu mới đi vô một lần á.